Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Hành trình thay đổi nhan sắc của nữ diễn viên Tường Vi không chỉ gây ấn tượng với diễn xuất có chiều sâu, Tường Vi còn là cô gái được yêu mến bởi nhan sắc trong trẻo. Tóc rối cá rô, em yêu anh, bỗng dưng muốn khóc, ô xin nổi loạn hay cô thắm về làng là những bộ phim đình đám gắn liền với tên tuổi của Tường Vi. Nữ diễn viên được khán giả yêu mến qua những vai diễn ấn tượng có chiều sâu. Bên cạnh đó, cô nàng sở hữu một vẻ ngoài xinh xắn và nụ cười rạng rỡ. Song thời gian trước, nhiều người hâm mộ nhận thấy nhan sắc của Tường Vi bỗng có nhiều thay đổi. Kể từ khi còn là cô học trò nhỏ, Tường Vi đã được mời cộng tác chụp ảnh cùng các báo tạp chí tin. Cũng từ đây, cô đến với khán giả qua vai trò người mẫu ảnh cho Mực Tím và Hoa Học Trò. Thời điểm này, ấn tượng của cô nàng trong mắt người hâm mộ là một cô nữ sinh trong trẻo với nụ cười tỏa nắng. Đến năm 2008, Tường Vi xuất hiện trên màn ảnh nhỏ với vai diễn phụ trong bộ phim Bỗng Dưng Muốn Khóc. Dù chỉ là một vai nhỏ trong phim, nhưng cô đã thành công thể hiện tính cách đanh đá của nhân vật này. Sau đó, nữ diễn viên bắt đầu được mời tham gia diễn xuất trong nhiều bộ phim truyền hình lớn nhỏ khác. Nhắc đến Tường Vi, khán giả sẽ nhớ về những màn hóa thân xuất thần của cô trong các vai diễn từ hung dữ cá tính đến ngoan ngoãn. Lúc này, nữ diễn viên vẫn sở hữu vóc dáng mảnh mai, làn da hơi ngăm đen cùng khuôn mặt tròn trĩnh. Điểm tạo nên khác biệt của cô với những nghệ sĩ khác là nụ cười tỏa nắng. Nhưng đến năm 2017, nữ diễn viên tóc rối bất ngờ xuất hiện với chiếc mũi khác lạ. Nhiều khán giả nhận thấy cánh mũi của cô bỗng bị biến dạng siêu vẹo. Một số ý kiến cho rằng nữ diễn viên đã phẫu thuật thẩm mỹ nhưng vướng phải lỗi kỹ thuật. Khoảng hơn một năm sau, nữ diễn viên lại tiếp tục khiến khán giả trầm trồ với sự thay đổi trên khuôn mặt. Chiếc mũi biến dạng trước đó giờ đã cao và thẳng hơn, đồng thời dáng mặt và cằm của cô cũng thon gọn và vê lai hơn xưa. Với sự khác biệt về nhan sắc này, nữ diễn viên nhận phải nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người hâm mộ tỏ ra tiếc nuối, họ cho rằng khuôn mặt của Tường Vi trước đó vốn đã rất thanh tú và xinh đẹp. Việc chỉnh sửa thêm khiến cô trông khá gượng gạo, nụ cười cũng không còn rạng rỡ như xưa nữa. Bên cạnh đó, vẫn có không ít khán giả ủng hộ nữ diễn viên, một số ý kiến bày tỏ sự đồng tình khi cô luôn cố gắng xuất hiện đẹp hơn trong mắt khán giả. Nói về vấn đề này, Tường Vi cũng từng chia sẻ thẳng thắn với cộng đồng mạng. Cô tiết lộ rằng mình đã trải qua 3 lần thẩm mỹ mũi bị hỏng. Vì luôn mong muốn mang đến hình ảnh của bản thân hoàn hảo hơn, nên nữ diễn viên đã phải chỉnh sửa thêm 2 lần nữa. Nữ diễn viên còn được biết đến là một nghệ sĩ nói không với scandal. Sau những lần thẩm mỹ hỏng, Tường Vi nay trông xinh đẹp hơn. Những bức ảnh đời thường đều khoe được vẻ đẹp nhẹ nhàng của Tường Vi. Đến nay, gương mặt của Tường Vi đã trở nên tự nhiên hơn trước nhiều. Cô cũng dần lấy lại được phong độ với nụ cười tỏa nắng ngày nào. Khán giả dường như đã quên đi những hình ảnh về chiếc mũi biến dạng của cô, thay vào đó là yêu thích Tường Vi hiện tại. Lột xác khỏi những hình ảnh nhí nhảnh hài hước trẻ trung năng động thường thấy, khán giả sẽ được chứng kiến một Tường Vi vẫn xinh đẹp như mọi khi. Dù vậy, nhiều cư dân mạng vẫn không ngừng khen ngợi visual của cô, fan còn suýt xoa bởi nhan sắc khá hợp đồ của Tường Vi. Nhiều người hâm mộ cho rằng càng ngày nữ diễn viên càng trở nên xinh đẹp và thanh tú. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.